Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lotto AZ. Và mình là Minh và đây là Duy. Qua khoảng thời gian nghỉ Tết rất là dài vừa rồi thì mình tin chắc là trên kênh của Lotto AZ đang đầy chật các câu hỏi luôn rồi đấy. Chính vì vậy, không để cho anh đợi lâu, chúng ta hãy cùng đi vào giải đáp những câu hỏi trong số hỏi đáp cùng AZ số thứ 24 lần này nhá. Và cái studio mới của mình thì nó cũng khang trang hơn rồi, thế nhưng mà âm thanh nó đang hơi vang chút, anh em thông cảm. Bây giờ thì hãy bắt đầu câu hỏi đầu tiên của bạn Nhật Long. Cho em hỏi là Ryzen 5 4600H với i5 10300H cùng card GTX 1650 Ti, vậy thì cấu hình nào hơn mình dùng để chơi game và học tập? Với câu hỏi này thì mình xin trả lời luôn, nếu mà để chơi game thì Ryzen 5 ăn đứt i5 luôn. Còn nếu như mà về vấn đề học tập, nếu như bạn học tập kỹ thuật, sử dụng các phần mềm kỹ thuật thì chúng ta nên lấy Intel, nó sẽ ổn định hơn một chút. Còn lại các ngành còn lại chúng ta thoải mái để dùng Ryzen, vậy lựa chọn là dùng Ryzen 5 4600H. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khang Lâm, độ sáng 280 nit, tương phản 950:1, phổ màu là 55% sRGB, 35% Adobe RGB. Màn hình như laptop này thì đánh giá ra sao? Cái phổ màu màn hình như này thì chắc là đánh giá như thế nào? Màn hình này thì chỉ ở mức trung bình thôi, độ sáng 280 nit. Ngày xưa thì cũng nghe là khá là cao nhưng mà bây giờ thì nó cũng chỉ là tầm thường. Gọi là đủ dùng. Đủ dùng. Còn cái phổ màu này thì nó cũng không quá rộng. Nói chung là đủ để các bạn sử dụng trong những cái nhu cầu bình thường như là chơi game, học tập, giải trí, xem phim. Còn nếu bạn đang làm đồ họa thì sẽ cần một cái màn hình có chất lượng tốt hơn nữa, thì sẽ có đảm bảo cái chất lượng sản phẩm ở đầu ra của bạn. Câu hỏi thứ 3 của bạn Standby Me, chip HQ đời 6 của 5510 so với lại cả i5-8250U của ThinkPad T480S thì sao hả anh? Với so chung hai máy này về code web thì màn hình bàn phím pin hiệu năng bền bỉ thì máy nào ổn hơn ạ? Ở đây thì chip của 5510 mặc dù là chip đời 6 nhưng lại là chip HQ hiệu năng cao. Chính vì vậy là nó sẽ mạnh hơn là i5 đời 8U là một điều chắc chắn luôn. Tiếp theo, nếu mà bạn làm dùng để code web thì chúng ta cũng không cần phải là hiệu năng quá cao như kiểu là 5510 đâu. Với cái câu hỏi này thì bạn sử dụng là ThinkPad T480S là quá là đủ dùng rồi. Chiếc máy này thì sẽ ngon hơn này, phù hợp cho việc bạn code hơn. Cấu hình cũng không cần quá mạnh và nó cũng bền bỉ, mát mẻ hơn. Và giá của 5510 thì mình nghĩ là trong tầm đấy bạn có thể lấy được T490S luôn, chứ không nhất thiết phải lấy 480S làm gì nữa. Thì đó là câu trả lời của mình. Có thể ở trong tầm tiền này với nhu cầu code web bạn thì hãy lấy 490S nhé. Câu hỏi thứ 4 của bạn Mitsuha Miyamizu, cỡ 25 triệu đổ lại thì có lắp gaming nào mỏng nhẹ màn hình 144Hz không ạ? Trong tầm tiền này thì dưới 25 thì có Evo Gaming 15 màn hình 144Hz, hoặc là chiếc ROG Zephyrus G14 sử dụng màn hình 120Hz phổ màu đẹp. Còn mỏng nhẹ 144Hz thì trong tầm tiền này khá hiếm các bạn. Mỏng nhẹ nó là một cái phạm trù mà đến bây giờ các hãng bắt đầu mới thâm nhập vào cái thị trường mỏng nhẹ được nhiều hơn. Còn hiện tại thì chỉ có hai mẫu máy đó là mình nghĩ là phù hợp nhất. Đó là câu trả lời về câu hỏi của bạn Mitsuha Miyamizu. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 5 của bạn Jokerbet, tầm 20-25 triệu thì mua máy tính gì sử dụng tốt AutoCAD và cấu hình mạnh vậy ạ? Với việc này thì bạn có thể sử dụng các dòng máy chạm, ví dụ như kiểu là Dell 520 này, 5520 hoặc là HP ZBook G4. Còn nếu mà chúng ta thích gaming thì có thể lựa chọn những mẫu như là Legion 5 hoặc là G512 cũng đều phù hợp cho việc sử dụng tốt AutoCAD, cấu hình mạnh. Còn với câu hỏi của bạn Jokerbet thì mình sẽ vote sang máy chạm nhiều hơn để phục vụ tốt cái nhu cầu học tập hơn nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khanh Nguyễn, anh ơi cho em hỏi tầm 20 triệu đổ lại có con nào hoạt động tốt Photoshop dáng đẹp? 20 triệu hoạt động tốt Photoshop và dáng đẹp. Hoạt động tốt này Photoshop, dù để Photoshop và dáng phải đẹp. Ok, màn hình phải đẹp đúng không? Thì mới dùng được Photoshop thì chúng ta sẽ có ZenBook Q407EQ hoặc là Dell 7591 hoặc là thậm chí còn có cả Evo Gaming nữa, cũng đều là những mẫu máy ở bên dưới tầm 20 triệu hoặc là mỏng nhẹ. Còn trong tầm tiền này có thể lấy XPS 15-9550 cũng tầm khoảng 20 triệu. Còn với Evo Gaming 15 thì lại không đồng ý mình lắm, tại vì thiết kế nó không được đẹp lắm, trông cái logo nó hơi xấu. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Khanh Nguyễn. Câu hỏi thứ 7 của bạn Tín Trung, màn hình laptop này ở đây là GL65 có độ trễ là bao nhiêu vậy AD, em cảm ơn. Với câu hỏi này thì tùy bản của GL65 mà chúng ta sẽ có độ trễ màn hình khác nhau. Với việc là nếu như mà sử dụng bản là 144Hz thì sẽ có độ trễ là 30ms. Ok, câu tiếp theo, câu hỏi thứ 8 của bạn Huy D, có cách nào để nâng bộ nhớ của laptop không á? Cái này thì lại phải tùy từng máy. Tùy máy, có máy cho, máy không. Ví dụ như là chiếc HP NVIDIA 360 này thì có thể nâng cấp khe M2 hoặc là khe 2.5 tùy vào cái cách mà nhà sản xuất cho phép chúng ta.
hay là như MacBook này thì bạn hoàn toàn không thể nâng cấp được, mà bạn phải lựa chọn ngay từ đầu về cái dung lượng bộ nhớ. Ví dụ như chiếc MacBook Pro 13 11 mà mình đã có đây, số sử dụng là 256GB SSD đã làm chết. Đấy, thế đã nên là chết. Cái việc mà có được nâng cấp hay không nó tùy vào cái mẫu sản phẩm bạn lựa chọn. Đấy. Còn nếu như mà không nâng cấp được thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bộ nhớ gắn ngoài, bộ cứng ngoài thì nó sẽ có thể sử dụng được. Nhưng mà nói chung nó sẽ hơi bất tiện hơn. Rồi, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 9 của bạn Nhân Nguyễn. Con này tức là G512 so với cả Ryzen 5 và Ryzen 7 1660Ti thì con nào ngon hơn vậy ạ? Câu này mình trả lời khá nhiều rồi, nhưng mà nhiều anh em vẫn khá là băn khoăn. Thì có thể tổng kết lại là nếu mà về build ngon hơn thì mình vote cho G512. Về tản nhiệt ngon hơn mình cũng vote cho G512. Về cái độ màu mè thì G512 cũng nhỉnh hơn, còn Ryzen 5 thì mình nghĩ sẽ hơn về hầu hết những mặt còn lại. Và đó câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn là Nhân Nguyễn. Câu hỏi thứ 10 của bạn Chuột Đụng. Sau 6 tháng thì màn hình mình cân màu sẽ quay trở về như cũ hay sao ạ? Đúng vậy, do tính chất vật lý của màn LCD, chính vì vậy là khi mà chúng ta cân màu sau một thời gian thì nó sẽ có một chút gì đấy thay đổi ít nhiều. Chút chút thôi, nhưng mà nói chung là vẫn nên cân lại sau 6 tháng, tại vì đấy là cái đề xuất của cái nhà sản xuất máy cân màu, họ cũng đã đề xuất cho chúng ta. Nên là chẳng lý do gì chúng ta không cân lại cả. Cái mức giá để cân màu hiện tại nó cũng rất là rẻ rồi mà. Câu hỏi thứ 11 cũng của bạn Chuột Đụng tiếp. Cảm ơn nhiều. Nhu cầu của mình là chỉ chơi game nhẹ nhàng, xem phim, lướt web trong một văn phòng thì có cần thiết phải cân màu màn hình không bạn? Đang tiện nói cân màu màn hình thì nếu bạn thích một cái màu sắc đẹp nhìn trung thực thì nên cân màu để cho nó tốt. Còn nếu bạn thích màu rực, màu nó tươi tắn, nhìn màn hình nó xinh, nói chung là nhìn nó nịnh mắt ấy, thì không nên cân. Tại vì là việc cân xong thì màu nó chỉ đẹp hơn thôi, thậm chí là màu có nhiều người ta còn thấy xấu đi cơ. Thế nên là cái đấy là câu trả lời mình trung thực hơn, cho nên là tùy nó mắt không, người nó không được định mắt nhiều người. Cho nên là nếu như mà không cần phải làm việc mà liên quan đến độ chính xác màu quá cao, mà chỉ cần chơi game nhẹ nhàng hay là xem phim nước web như bạn thì cũng không cần thiết phải cân màu đâu. Ok. Câu hỏi thứ 12 của anh Duy May Mắn. Lenovo Legion 5 Pro thì khoảng bao giờ về ạ? Trong một thời gian khoảng là giữa năm nữa thì sẽ về. Mình sẽ cố gắng là mượn máy đấy thật sớm để review cho anh em, vì anh em cũng rất là quan tâm chiếc Legion 5 Pro đấy. Hy vọng là anh em bên Lenovo sẽ sớm có máy về. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trường Nguyễn. Anh cho em hỏi là khác biệt giữa dòng Legion 7 với cả Legion i740 hoặc là i7000 là gì vậy ạ? Em thấy thiết kế bề ngoài thì khá là giống nhau, và đánh giá của hai anh về chất lượng của hai dòng này trong tầm giá như thế nào ạ? Cấu hình khoảng là i7 thế hệ thứ 10 RTX 2060. Ok. Với câu hỏi của bạn Trường Nguyễn thì Legion 7 và i740 thực ra là hai dòng giống nhau, mà nó chỉ là đời sau với đời trước thôi, và là dòng sản phẩm gaming cao cấp của Lenovo. Và cái việc cao cấp như vậy thế nên chúng ta sẽ có vỏ nhôm bên ngoài, cái hệ thống tản nhiệt sẽ được đầu tư hơn, hay là sẽ có nhiều trang bị cấu hình cấp cao hơn như RTX 3080, 2080, 2080 Super, và đặc biệt là có rất nhiều option tùy chọn màn hình đẹp. Còn với i7000 thì nó dòng sản phẩm thuộc cái dòng nội địa của Trung Quốc trước đây, nhưng mà Lenovo thấy được tiềm năng dòng sản phẩm này nên là bán tại các thị trường nước ngoài luôn, và được bán rộng rãi như vậy, thế nên mức giá của sản phẩm i7000 nó loanh quanh khoảng từ 25 đến 30 triệu đổ lên, thì nó sẽ lấp vào cái phân khúc của chiếc Legion 5 này, i540 nó chưa lấp lại. Và có thể nói là cái chất lượng i7000 chắc chắn là không so được với Legion 7 100%, vì cái mức giá bán của Legion 7 mình nghĩ nó sẽ phải cao hơn tương đối, nhưng mà so với cả một chiếc i7000 tại thời điểm hiện tại nhé. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc. Còn tại điểm hiện tại thì không còn i7000 nữa, nó sẽ gọi là Legion 5P rồi. Thế nên là mình nghĩ là chọn Legion 7 sẽ là hợp lý nhất, tại vì đấy là một máy cũng tương đối đắt tiền của Lenovo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hiếu Nguyễn. Chào hai anh, cho em hỏi là em đang dùng Legion 5 và tổ hợp phím FN với cả F4, F5, F6 các thứ không dùng được, còn các tổ hợp khác thì dùng bình thường, không biết là bị lỗi gì, mong hai anh giải đáp cho em cảm ơn, chúc hai anh năm mới bình an và thật nhiều sức khỏe. Chủ yếu là có nhiều driver hotkey trên Lenovo nó chưa nhận, thì bạn có thể vào cái phần Lenovo Vantage của hãng, là cái phần mềm ấy, cái phần mềm của hãng, thì bạn có thể tải trên Microsoft Store hoặc là Google. Sau khi tải cái phần mềm Lenovo Vantage xong thì bạn có thể update software bằng cái phần mềm, nó nhìn rất là dễ, bạn có thể vào và update software luôn. Và sau khi chúng ta update xong thì khả năng sử dụng được rất là tốt và sẽ fix được cái lỗi này. Ok, đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Trường Nguyễn, à không, câu hỏi của Hiếu Nguyễn. Ok, câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 15 của bạn Lily. Dell Latitude E6 420 i7 làm trình quách có tốt không?
E6420 hình như là con này là i7 nhưng mà là đời 2 đúng không? Đời 2 thì ạ. Ừ. Thì với cái cấu hình này thì nếu như mà để lập trình web nhẹ nhàng thôi thì cũng khá vẫn được. Nhưng mà cấu hình này thì quá là cổ rồi. Thế nhưng mà chúng ta sử dụng lâu dài thì nó sẽ kém bền và nó không được kinh tế cho lắm. Nếu mà 6470 mà khoảng bao nhiêu tiền thì mình có định giá được không? Không bạn ạ. Nếu mà mình nhớ là 6470 thì bạn có thể chọn Latitude 5540 cũng được, nó loanh quanh khoảng 5 đến 6 triệu nhưng mà nó cấu hình mới hơn. Khoảng i5, i7 hoặc đời 4 ấy, nó sẽ sử dụng tốt hơn. Chứ khoảng 5 đến 7 triệu mà chọn một chiếc máy i7 đời 2 thì nó có phần nó hơi bị yếu một chút. Quá yếu. Hình như mình nhớ là 5450 là sử dụng được lâu nữa. Hình như mình nhớ là 5450 nó sử dụng i5, i7 đời 4 hoặc là đời 3 gì đấy. Thì nó sẽ tốt hơn là đời 2, đời 2 nó cũng khá là cũ rồi. Đó là câu trả lời về cho câu hỏi của bạn là Lily. Còn tiếp theo, còn 16 của bạn Sirius 05. Giữa i5 hệ từ 8 chạy GTX 1060 và i7 hệ từ 8 chạy GTX 1050 thì trên combo nào? Tự nhiên là 1060 để chơi game, còn 1050 và i7 kia để làm việc. Và i7 hệ từ 8 cũng chỉ là 6 x 12 luồng thôi, nhưng mà nếu bạn có 1050 mà so với cả 1060 để chơi game chắc chắn không bằng. Thế nên là mình nghĩ là nên chọn 1060, i5 vẫn sẽ là combo hợp lý nhất. Còn tiếp theo, câu 17 của bạn Minh Phạm. Xịt giảm mất rồi, nhưng mà còn khuyến mãi được không? Còn, chắc chắn vẫn còn, chúng ta vẫn còn có chương trình quay số trúng thưởng, vòng quay may mắn. Mình sẽ để link ở bên dưới đây để cho anh em có thể tham gia tiếp tục nhé. Và cái chương trình này sẽ giúp cho anh em trúng được chiếc laser 5 một cách miễn phí. Nếu mà bạn may mắn. Còn 18 của bạn, an toàn. Cho em hỏi là tuy HF15 bao giờ có hàng tại Việt Nam? Cái này thì tùy mấy anh em mới sớt thôi. Chắc là khoảng là tháng 3, tháng 4, tháng 5 gì đấy sẽ sớm về hàng. Tại vì là cũng khá là nóng rồi thì anh em quan tâm. Nhưng mà sẽ là phiên bản GTX 3060, 3070 trước anh em nhé. Tại vì là GTX chưa có một cái thông tin gì cả. Nên là giá sản phẩm HF15 này nó sẽ khá là cao. Còn tiếp theo câu hỏi 19 của bạn Fixless. Hình như Nitro Now nó bị giới hạn tiêu thụ điện năng xoay quanh quẩn 30 mấy W thôi đúng không ạ? Full load rồi mà nó vẫn chỉ có 30 mấy W thôi, vậy là nghẽn cổ trai đúng không? Và cách nào để bỏ giới hạn TDP của Nitro hay không? Tại thế tản nhiệt của Acer khá là tốt rồi. Thực ra mà nói thì tản nhiệt của Acer trong các năm vừa qua thì mình nghĩ là có cải thiện, nhưng mà để bảo là cải thiện rất là tốt trong tầm tiền thì cũng chưa đến mức đấy. Và đúng, hãng đã giới hạn TDP để giúp cho máy hoạt động mát mẻ, và đó là một cái phương cách khá là an toàn của hãng. Và nếu bạn là nghẽn cổ chai thì không đúng, tại vì là nghẽn cổ chai là cái hiện tượng mà khi mà cảm hóa nó quá mạnh, hoặc là cái CPU nó quá mạnh, hay là một cái gì đó quá mạnh trong máy nó gây ra hiện tượng và những cái thành phần khác nó không hoạt động max hiệu năng ấy, thì đấy là nghẽn cổ chai. Còn với Nitro 5 thì không gọi là nghẽn cổ chai bạn, nó chỉ là giới hạn TDP của CPU đi thôi. Còn tiếp theo, câu hỏi 20 của bạn, why? Tại sao? Cuối cùng rồi. Trong mình hỏi là Acer Nitro 5 với Acer TUF FX505DU thì pin con nào trâu hơn ạ? Pin của hai con này thì cũng đều là laptop gaming thôi, như nhau tầm 3 đến 4 tiếng. Ở đây thì pin của Nitro 5 nó sẽ nhỉnh hơn một tẹo thôi, nhưng mà không đáng kể. Chả đáng kể đến cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta đúng không? Thế nên là có thể chốt lợi là hai chiếc máy này có thể nhận pin ra nha. Và đó là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay của bạn Y, và hy vọng trong một thời gian tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục subscribe, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Laptop AZ. Cùng với đó là gửi thêm những câu hỏi băn khoăn của các bạn xuống dưới phần comment để bọn mình dễ dàng tổng hợp nhất nhá. Và anh em hãy thông cảm là phòng hơi vàng tí, bọn mình sẽ khắc phục sớm trong một thời gian tới. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên mình là Zivim và bên mình là đây. Minh. Và tạm biệt. We'll be right back.